gần trường đại học, gần hai trường đại học, một cái trường đại học cho học sinh international, học sinh quốc tế đó, gọi là du học á, học sinh á. Kiếm cây kim tiền ở bên đất Mỹ khó quá, nó vừa mắc mà nó vừa không đẹp như là những cây kim tiền ở Việt Nam mình. Mà tại mình thích cái cây này, bên Mỹ gọi là ZZ Plant. Cái Home Depot gần nhà mình á, cái Home Depot gần nhà mình thì 17 đồng một bình bông nhỏ, có mấy nhánh à, mà mình thấy cành nó mỏng manh quá, mình không thích, cho nên ráng đi Home Depot xa một chút xíu. Bên phải mình là Bank of America. Bank này hồi xưa là một trong những bank nổi tiếng ở Mỹ nè, mà bây giờ nó hơi chìm xuống, nhiều cái bank khác nó nổi lên quá. Rồi nó có những cái ưu đãi tốt cho khách hàng, nguồn vốn nó mạnh hơn này kia, thì bây giờ nó hơi bị tụt dốc chút. Bây giờ mình phải đi qua thành phố San Leandro để mình mua cây kim tiền nha. Cái đường này là song song với đường cao tốc, đi thì nó đèn xanh đèn đỏ nhiều một chút, nhưng mà đi cũng thoáng lắm. Màu xe trước cũng ok ha, nó không có quê theo thời gian, không giá khọt nè, đây là đời mới. Mình cũng thích màu này, nó gray mà nó light gray hay medium gray gì đó, hybrid tourist xe xịn nha. Tới Home Depot ở thành phố San Leandro rồi nhé. Đây hơi xa nhà mình chút, nhưng mà để mình coi có cây kim tiền không, vì mình thích cây kim tiền. Cây kim tiền ở Mỹ mát lắm. Đây mình sẽ quẹo trái vô đây, chỗ này là bán đồ nhà nha, bao gồm tất cả luôn, sửa nhà, xây nhà, sơn nhà và các tiệm business nữa, cả cây cối luôn. Bây giờ mình qua bên Garden Center bên right side. Ok, kiếm cây kim tiền.
mà mình muốn để theo ý thích mình thì mình phải đăng ký cái bản số xe. Rồi mình tới mong cho có cây kim tiền nha.